Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp tỷ kiên chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tý thêm sự quyết đoán để lựa chọn những điều phù hợp nhất với bản thân mình hơn ai hết bản thân con giáp này hiểu mình cần gì muốn gì và có thể làm được gì nên rất tự tin với quyết định của mình tuy nhiên dù có tham vọng lớn nhưng bản mệnh phải biết tiết chế thể hiện sự khiêm tốn để được yêu mến không phủ nhận bạn có năng lực cao và hiểu biết rộng rãi nhưng vẫn cần chừng mực không nên phô trương quá nhiều kẻo sẽ chuốc lấy phiền toái trong chuyện tình cảm mệnh chủ và nửa kia của mình có thể không có được tiếng nói chung trong nhiều việc thế nhưng việc trò chuyện vẫn là vô cùng cần thiết đừng để gia đình bạn trở nên lạnh nhạt chỉ vì ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tất dậu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, mọi việc không nên để lâu dài dây dưa cũng không nên phân bua nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay bị hàm oan tranh cãi hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh nên cẩn trọng về sức khỏe tử vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi canh tí. Thuộc mệnh thổ. Có tin tức. Tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất chắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm tý, Thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm, đề phòng có sự sai hẹn, rời hẹn. Tử vi tuổi Sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện tam hợp dự báo thứ sáu này với người tuổi sửu là một ngày vượng nhân duyên, mối quan hệ với những người xung quanh rất hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Bạn đi tới đâu cũng được quý mến và trở thành người gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và cư xử duyên dáng của mình. Tuy nhiên, thiên quan cảnh báo những chú châu cần đề phòng một số mối quan hệ mới chớm nở của mình. Rất có thể ẩn dưới vẻ tươi cười bên ngoài của ai đó là lòng dạ tiểu nhân, tiếp cận bạn chỉ để hòng chiếm đoạt được món lợi nào đó mà thôi. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tỵ Tử Vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan tranh cãi vô ích. Đề phòng có người giòm ngó mình, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử Vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên bàn đến chuyện người và mọi việc đều nên có có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, chắc trở, khó khăn. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa Không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến tài lộc còn chậm chạp dễ hao cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công việc nhưng cũng có việc bị bỏ dở hoặc có sự tu bổ sửa chữa mua sắm nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn tạm ứng không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán hàm oan đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân và có tin buồn về sức khỏe tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi dần tị dần tương hại báo hiệu người tuổi dần sẽ phải khá đau đầu trong hôm nay khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động biết đâu bản mệnh sẽ vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác thương quan cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm giàn gác, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, tháo nước hay các vụ thủy lợi, cắt áo. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi tuất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở, văn phòng, hoặc có sự tu bổ sửa chữa mọi vận dụng đồ đạc trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi mong cầu về tiền bạc khó thành công tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình nhưng không nên tranh cãi sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói hẹn ước tránh chuyện thị phi thưa kiện có người chơi xấu hoặc gây cản trở tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên cẩn trọng vấn đề đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn hoặc phải chi phí cho những việc định kỳ giao thiệp nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai tử vi tuổi mão thực thần xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do theo tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình trong khi đó những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra Ngày này bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Gia đạo an hòa, bạn và người ấy tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Gia đình êm ấm là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi ngọ. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều tin tức, không tin nào giống với tin nào. Công việc dễ gặp sự cản trở, rủi ro, bất mãn đưa đến tranh cãi. Đề phòng hoàn cảnh, tình thế hoặc có người giòm ngó mình trận đứng việc mình mong cầu. Ngày không tốt, làm gì cũng dễ bị mất uy tín hoặc gặp sự xấu. Gia đạo bất an, mọi việc đều chưa kết thúc nên ngồi yên. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nên cẩn trọng trong mọi việc ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả tránh tranh cãi phân bua sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn không nên quyết định vội vã những việc quan trọng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình dễ bị trách oán hàm oan tranh cãi dễ bị phạm sai lầm tài lộc còn chậm sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình không nên nghĩ chuyện xa xôi bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng đình đám tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc không nên hấp tấp cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, di chuyển. Tử vi tuổi thìn Chính quan xuất hiện giúp người tuổi thìn có một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhờ vậy mà hiệu suất được cải thiện rất rõ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải mở rộng suy nghĩ của mình, tránh những quan điểm phiến diện, cố hữu khiến bạn khó linh hoạt trong công việc. Sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt đôi khi sẽ trở thành điểm yếu mà đối thủ luôn tận dụng để gây khó dễ cho những chú rồng. Hãy mở rộng tư tưởng và cư xử một cách khéo léo hơn để tạo dựng ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, dù làm bất cứ việc gì con giáp này cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên luôn giữ được hạnh phúc gia đình. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, xử dậu. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin xa, ngày có sự mua sắm, tu bổ chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bích lòng, làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán hiểu lầm tranh cãi sự cầu mong về kết quả chưa xong có sự chờ đợi chậm trễ lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có sự chắc chờ khó khăn hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ giờ tiến thoái lưỡng nan chỉ nên làm việc bình thường có tin xa nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy sự trung đụng về làm ăn giao dịch sẽ có kết quả lâu dài có tin xa nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi có sự rời hẹn chậm trễ công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm mất của tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử Vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc, có tin xa hoặc có khách, ngày có sự hao tốn về tài lộc, không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi tỵ Chính tài che chở, người tuổi tỵ hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong ngày hôm nay con giáp này trở nên nóng nảy hơn bình thường, nói năng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở một hơi thật sâu trước khi bạn định nổi giận, bởi lời nói lúc nóng giận có thể gây ra hậu quả khôn lường, gây tổn thương rất nhiều cho người đối diện, đặc biệt nếu đối phương là những người thân yêu của bạn sẽ rất khó để hàn gắn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết hợp tác tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi việc đi lại nên có sự giới hạn hoặc không được như ý tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc được quà cáp, hao tốn về mua sắm giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, ngày tuổi của bổn mạng, chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán hiểu lầm tính toán không đúng thực tế, chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác để rồi sinh ra nhiều chuyện phiền lòng kết quả lại không tốt. Ngày gặp bè bạn thân nhân hoặc có tin xa, gia đạo ồn ào bận rộn, tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư hùn hạp. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Công việc để có sự đứt đoạn, dở dang, chậm chạp, sai hẹn, rời hẹn. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi ngọ, thiên tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình ngoài ra tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu trên tình cảm của những chú ngựa và nửa kia không được êm ấm cho lắm đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Mâu thuẫn cũng là một cách giúp đôi bên hiểu về nhau hơn, vì thế đừng quá giàu dĩ vì việc này. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thìn. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin tức ở xa. Có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ giờ nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, trách oán, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Có tin tức ở xa nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Cần phải có sự kiên nhẫn nếu gặp trở ngại, chậm chạp, bất chắc. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ, ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm tiền bạc cần phải giải quyết tài lộc tốt hoặc có lộc ăn hội họp đình đám đề phòng sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin vui hoặc có sự gặp mặt tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc tử vi tuổi mùi. Với người tuổi mùi, thiên quan kéo theo những mối thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản mệnh chưa tìm được cách khống chế tình hình mà không khiến cho tình hình ngày càng xấu đi. Thời điểm này còn có điểm báo tiểu nhân rình rập, lời khuyên dành cho những chú dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do bạn tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh bù lại quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia của mình rất tốt đẹp trong ngày này bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ Thìn tí. tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày mọi việc mong cầu về tài lộc tin tức còn khó khăn không được ỏa ý có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên trần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi. Có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc, giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nên chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh chỉnh đốn thu dọn những việc còn bỏ dở tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc tử vi tuổi thân hôm nay người tuổi thân đang được lục hợp quý nhân che trở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì bạn và người ấy đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình còn trong công việc chính ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp sự chăm chỉ cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi mùi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm còn chậm chưa đến. Tất cả chỉ mới bắt đầu, không nên hấp tấp vội vàng không nên nghe sự hứa hẹn nhiều và chính mình cũng không nên chỉ đưa đến sự đa nghi chỉ tạo cho mình nhiều áp lực tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày dễ có sự hao tốn chi phí khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tin tức không vừa ý nên tìm gặp quý nhân cho ý kiến tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí, khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Có quý nhân giúp đỡ, có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai tử vi tuổi dậu ngày có tam hợp che chở người tuổi dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc hãy vận dụng sự minh mẫn giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết xã giao bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp tuy nhiên hôm nay vận trình tình cảm của bạn đi xuống bản mệnh nên cẩn trọng trong lời nói của mình tránh làm tổn thương đối phương chắc hẳn chiến tranh lạnh xảy ra chẳng ai là người dễ chịu cả giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ thân sử tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ đáo hạn hẹn trước không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích hãy tự mình giải quyết tránh chuyện thị phi có tin buồn nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng vay mượn lộc có điều kiện hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám, có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn, rủi ro của người thân, nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn, nên nghỉ ngơi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng ăn uống. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên vì nếu có tiến hành thì cũng khó có kết quả như ý hoặc phải bỏ dở nếu có tiệc tùng hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài có sự hư hại tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn, rủi ro của người thân. Tử vi tuổi Tuất, chính quan nhập cục tuổi Tuất dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ cần cù, làm tốt việc của mình thì tất sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để có những bước tiến mới nhé thời gian này có thể bạn sẽ thấy áp lực đè nặng lên vai nhưng bản mệnh không vì thế mà nao núng. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không phụ lòng mong đợi của cấp trên, con đường tiến thân càng thêm thanh thang. Đường tình duyên của người tuổi tuất hôm nay đón nhận nhiều niềm vui. Gia đình con giáp này luôn có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tí thân. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đã đến lúc cần phải chi tiêu thì mới có kết quả. Có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Ngày thuận lợi cho việc ký kết hẹn ước đính hôn. Có người đi xa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Mọi chuyện đến không phải là dễ dàng, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị chắc trở. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên giới hạn mọi sự giao tiếp sẽ gặp những chuyện phiền hà tránh mọi sự thị phi tranh cãi không nên tiến hành những công việc lớn lao công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh ngày không tốt có nhiều tin xấu về công danh sức khỏe bổn mạng tài lộc của người thân bè bạn có liên quan đến đời sống của mình đề phòng rủi ro tai nạn đau ốm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. nên cầu viện quý nhân về ý kiến. cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. tử vi tuổi hợi. tỵ hợi tương xung báo hiệu người tuổi hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình phiền não công việc phát sinh sự cố bất ngờ dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện đừng quá nóng vội đã vậy tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của kiếp tài họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu giữ tài lộc tích tụ tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của con giáp này không được như ý muốn người đã có đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn khi mà cả hai có cái tôi quá lớn nên không thể nhún mình nhường nhịn, khiến cho mối quan hệ đi vào bế tắc. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình tử vi tuổi kỳ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa mua sắm có cuộc đi ngắn, mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường, bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng, có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại